ba ngự, ba ngự. Ba ngự. Ừ. Không có sống rồi chết rồi, ông làm ăn luôn rồi. Ông hiền mẹ này cho mình có gạo cơm tiền đó. Sao mà nay quýnh bả hai lần rồi? À quýnh đâu quýnh. Có không? Thì có nói tầm bậy mẹ. Có quýnh không? Không. Nói thiệt đi, không ai bắt gì à? Không. Có không? Không. Mới quýnh bả hai lần sáng bây giờ. Quýnh bả chết rồi sao? Bả chết thì không ai nuôi con mày mà. Quýnh gì vậy? Nói tào lao thôi, tôi không có ấy nữa nghe. Nói tao bậy tao bạ, tôi không chịu đó, tôi người miên đó. Tôi khó đó nghe. Cái gì thương giúp đó, dẹp nó thấy ngộ đó. Thì cho mà nói chuyện thôi, nói tào lao mất chết. Tao vô tao quát rồi, tao cho chứ mà vô mà nó lên tổng đại rồi chết đó anh. Ừ. Ừ, có mơ giỡn đâu. Ông bà chịu chụp cái gẹt rồi, ông bà già tao cho. Còn mày cho bà má mày bà tào lao đó. Bà làm vui, bà bán đứng nhờ luôn đó. Bán đứng hả? Ừ. Bà bán đứng ai chị? Cô này bán đứng bé là luôn đó. Ờ, bán đứng bé luôn ha. Ừ. Làm gì bán đứng? Bán đứng làm sao? Chụp làm bậy lên rồi nó quýnh quýnh bà công an bắt thụ cho bà đậu đó. Ừ. Con mà quýnh mẹ đó Xuân. Ừ. Rồi có giỡn không hả Xuân? Chụp bà phải chiều thấy bà già chụp cái tao bắt rồi kìa. Ừ. Thôi đi anh ơi. Đâu có, đứng ca đi ra đây mát mát. Ừ. Ca hay lắm. Thôi rồi, không có ca, quỷ Xuân khùng lắm á. Tao bắt rồi đồ mà ca. Biết rồi, thôi. Ca đi. Thôi, lớn rồi đó, mặt dài kỳ lắm mà, đó chỉ coi đó chị. Đi ơi, chụp rồi thôi, quát cho mẹ em đi chị, đừng ca tao cười chết đó chị. Mà quay chừng nào đúng một mấy phút đồng hồ mà mới có được tiền. Bà bị bệnh hoạn, bắt đầu tào lao bắt giấc. Bị mau quá, không có tiền. Bệnh gì? Bệnh tâm thần chứ gì. Đã mặt trời bà con. Bà bắt mạng giết đi rồi tao quát chụp cho mình rồi thôi, về ta ở đây chơi chút đi, rồi tao lao bắt giấc nữa mẹ. Mẹ con mấy chú này vô rồi, có đãi ăn gì không? Hả? Có gì ăn không? Ồ, nó mua cà phê Sài Gòn quậy nước đá rồi đi. Cà phê Sài Gòn hả? Ừ, đó thằng Giang nó biết cái thấy ngộ đó. Này. Vậy cháu chơi. Hả? Chơi. Không, nó có qua đâu. Nó tuổi thình luôn. Ừ, tuổi thình. Tuổi thình nó chị nó có lắm á. Chiều sáng đêm luôn hả? Trừ giờ bắt bà này giờ tuổi thình lòng đó. Mà thấy mày còn có thương ha. Thấy không? Ở đây ai cũng nói chị hát hay chứ mà chị không hát. Vậy bấm mạng cho tao phát đây vậy. Phát cho chị Tư đó cùng đi nói chuyện thứ thằng bắt giác chứ. Hả? Trên Sài Gòn nó xuống đó rồi cho tiền gạo nghèo đó cưng. Mấy cô mấy anh này nè, nó mà hỗn dẹp lắm ơi. Rồi chị mắc dứ cùng điên chụp đưa lên Sài Gòn, nó bê quýnh bả rồi nọ đưa lên nó nhốt ở tù đó, hả? Thôi tôi không có thử mà nó không biết đâu, để mà chơi trong nhà. Trong nhà có thằng Dẹn không ơi, nó ngồi vậy ha. Thôi tôi thình nữa. Đang lên sẵn bên đây nè, là cho nó có chồng giàu nên nó nhờ cha mẹ nó nhờ giúp đỡ. Vậy hả? Ừ. Mà hát hay gì đây mới chịu. Ngồi xuống đi. Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Ngồi nói chuyện chơi hết vậy ha, tới tới nhà này ngộ ha. Ngồi chuyện chơi. Nhà ngộ hả? Ừ. Ông thầy hôm nay gửi bùa có ma vậy ha. Ừ. Có ma chụp ấy vô đó, mày với má mày ngủ nữa. Bữa nay tao căng ha. Căng ra. Phải không? Ừ. Chết đó, chụp bao giờ đâu, yêu ấy. Sao bá hồi giờ không có chuyện chân nè. À, mày mắc dứ mà. Bữa ba nói chuyện mà bữa nay ba không nói gì trên này. Thằng Diện nó ý mùa đâu có cho nó. Đó, nó trốn rồi đó. Để hồi ba nói cho nghe. Để hồi ba mới nói chuyện. Ủa tao yếm bà mà. Mà đừng nghĩ ha. Đừng nghĩ con này nè bà thầy ha. Em có tính ca ca đâu có được câm nè. Câm đâu câm. Ca không được. Câm mà nói chuyện ca mà ca không được. Ừ. Cái họng thì đang cứng hả? Cứng mà làm như là nó bị cứng vòng mà nó đứng vòng nước mặt chảy hai hàng. Hôm qua nó gặp chú Xuân mà nó cầm tay chú Xuân á. Đang nghĩ đang kêu anh chị vô chụp cho nó có tiền á. Chứ này là người gì sao tôi cũng ngộ ha. Ừ, người Việt Nam đâu. Thầy bà đó. Thầy bố. Đâu, thầy bà đó, bữa nay chị dám chân má đó, còn ông bà kêu chú kìa. Để chú một bát đây nè. Ừ, kêu mẹ nó chuyện đó. Kêu mẹ ông bà coi kìa. Kêu mẹ nó chuyện kìa. Em ăn gì bữa nay sao mà không nói chuyện chân kỹ mà bữa bữa nói gì đó. Nói chuyện, đơn giản xuống, đơn kiếm kêu. Đâu? Đó ổng đó. Ngoài xuống đâu? Mẹ hát hay lắm. Thôi vậy là cái mát hát đúng, đẹp lắm, hát bằng tăng to tiền. Ở leo lên giẫm cái nằm hát luôn cho nó ổn. Thôi, trời ơi, tôi lại à. Thôi, lớn mà không ổn luôn. Cả đi. Bà, ôi. Lớn mà chuyện nít quá. Kêu bà ca. Kêu bà ca đi. Thôi, bà không ca đâu, mất chứ. Ở bình tới vậy mà thương bà chị, cháu cũng bà đá ra, xuống tóc nữa kìa. Đâu? Ông xuống bà đó, nhìn kêu sao. Chị dừng lại xuống. Đi, hát hay lắm. Em mới làm tính xuống nè, mà không biết trong chùa nào nè. Không biết chùa nào trước ha. Ờ, cạo nè. Nó mát, nó ngực, bệnh thần kinh nó nhức ở đầu chứ chị. Rồi cái bà nói, tôi hỏi bà cạo đâu, bà nói tao không biết cạo đâu nữa. Xuống tóc đó, ngực, vô tù chạy giam. Tính vô chùa nào? Không có vô chùa mà cạo đi đó, ngoài nó mát. Ừ, cạo xấu nó đâu nghĩ có chồng đó, tao bệnh mà thần kinh mà nó xuống. Ông này cũng bệnh thế nào, bị đau quan. Ông hỏi tao đã chờ. Thằng này đỡ đỡ rồi nè. Mày đỡ thôi hả? Ừ.
đỡ nha. Trời, ông bị đau ban á, giờ ông phải mày mà với ông nội mẹ nói chuyện tiên tầng ở chùa tiền đó. Nó bụng cũng bị đau ban hả? Không. Chuyện đó. Cũng bị bệnh nữa. Ừ, bệnh đó. Bà cư á. Chị sao đâu có chồng? Bệnh vậy? Chị sao đâu có chồng? Thằng ơi, tôi lạ chị, tôi nghiệp á chị. Anh kia bệnh. Ừ. Bị, đẹp á. Bị nặng hay bị nhẹ? Hả? Thằng này bị nặng hay bị nhẹ? Trời ơi, này tao không bệnh à. Đúng rồi, chị nói hay đó. Ông trời không bệnh à. Ờ. Anh bị bệnh nha, tôi bệnh nha. Ờ. Sao vàng không bệnh nha, chứ chị qua nè, vàng rồi bà qua bệnh, mi không bệnh nha. Tao dành tao biết đó ha. Con chị không có bệnh hả? Tránh ông đâu, ông lên cơn, ông bệnh với bà nội mình luôn. Tại vì ông không bệnh riêng á, tao nhìn tao biết bộ. Nhớ là không có bệnh à. Ông đời cứ dở lắm ơn, bệnh đời cứ dở đó. Ôi, ông bị đau ban nữa mà chú. Trời ơi, cái vợ đó, nãy giờ đi. Vậy mà con đỡ đỡ, ông bị đau ban đó. Hồi nãy giờ tao thấy ông được quá nặng người tao á. Nặng hơn ấy à? Nặng hơn mẹ con luôn đó. Đó, cái đầu rồi mà thấy đầu đinh mà vậy. Nha chị. Rồi chú là cha giả chơi, bà biết bà không nói mày để cho mày đó. Ủa bà kìa, sao bà không gù rồi. Ông làm giống thương bà ha. Ờ. Thế tội nghiệp hợp ha. Tội nghiệp. Thầy con, ừ. Khó coi. Người ta hỏi cái chú này hỏi mẹ sao. Ờ. Nói chuyện không? Mẹ nói chuyện đi nè, nếu mẹ đánh tao quá giờ tao hết nói chuyện được. Nhưng mà nói tào lao gì đánh tao vậy? Nói chuyện. Bữa nay tao vô người ta cho tiền hộ nghèo. Ừ. Rồi mày hỏi anh này coi chừng nào phát giết đi được kêu ca hát. Ừ. Con ba tàu, con mẹ người Thái, người Chăm, người The. Hát bản đi. Hát đi. Của mẹ hát cái gì khùng á, mày tào lao đó. Mày hát tao biết cho chứ mày không hát đi ai cho. Mơ giờ hai anh này chịu anh nào? Không có chịu anh nào hết trơn á. Bây giờ nghèo thì mình bổn phận chị. Không mẹ. Mình cảm ơn chị, cảm ơn anh. Này, giờ này không có tập trung mà nói vấn đề. Ông mày nhẹ hơn, lấy ông đi. Thôi, có lấy được. Đó là em út của tôi. Để bữa nào em giới thiệu cho mày, cho tao. Chị ha. Đúng rồi, em gục, em gục. Đúng rồi. Có trên. Ừ. Làm tầm 7 đó cho tao cái tô liền đó tao. Đạo lý thì đó. Em gục ha. Ừ, chị em kết nghĩa. Vậy bữa nào em vô em giới thiệu một ông nào đẹp trai cho chị ha. Được không? Chịu không? Giờ đó tôi có biết tôi có bệnh nặng của vợ chồng đâu, nói chuyện này ở chi luôn qua vợ chồng quê. Vì giờ nói sao đâu có chồng? Có chồng đâu có chồng, ông bộ đồ có vợ hay gì? Ừ. Gặp tôi cũng phải hay gì cho nội. Ôi lại à. Phái rồi chứ gì? Ông nói là thương là... Dạ, nó thương là thương bà Tư, nó tội nghiệp. Ai thương? Chú này, giáo. Ông này giàu lắm, giàu luôn, tiền ông rồi chứ. Mà nói tầm bậy ha. Công an luôn hả? Công an chìm đó. Bên tâm thần nó quát rạo cho đừng có nói đầm bậy ca hát, không có chịu đâu có đó. Ca đi. Không thương bà qua ha, thấy tội nghiệp ha, chứ không thương tôi ha. Ừ, con lấy bài cáo ha. Ca bản gì em 60 năm cuộc đời đó. Thôi, không nổi ơi, ca gì. Ừ, ca hay lắm. Ôi, có ba tao mà, người tao. Ca đi. Ở đây ai cũng nói chị ca hay chứ mà chị giấu, vậy là chị giấu rồi. Ừ, ca luôn đi. Ừ, ca luôn đi. Ca đi. Bà đẹp mẹ con có biết hát không? Hả? Bà đẹp phải không ơi? Hả? Con? Mẹ con biết hát không? Bà này nói tôi bắt. Mẹ con biết hát không? Ông này có xe hơi dùm ơn. Mời bắt giác ha. Chịu ông đái đây, ông có xe hơi đây nè. Vậy hả? Ừ, bốn bánh. Ông có xe hơi dùm ơn. Đâu đâu. Ông có xe bốn bánh mà tiền nhất cho mày. Ta kêu gì? Ôi vô nhà đi mẹ ơi. Ngồi đi cho nó mát. Dạ. Ngồi đi cho nó mát. Ủa nó mát hả? Ừ. Mát lắm. Vô chổng nó nóng chị đó. Một hồi nó nóng cái này nè. Ừ. Nó nóng này nguy hiểm lắm á. Tôi ngủ ở chổng mà nó nóng mà nó nực á, tôi nằm giống nãy giờ đây nè. Ừ. Nó nhức cái đầu của em tính cạo cái đầu luôn. Cái bà đi đâu mới đem bột bao phao vậy? Bà má tôi. Mẹ em chị hỏi là sao lại quấn mẹ? Bị bệnh. Có quấn mẹ không? Không. Thương bà đó. Không ra ha. Bà kia. Tôi chơi tôi hợp với cậu này nè, mà cái người ta chết tao quá tiền. Không bị đầu đinh nữa mà thương ổng á, ổng bệnh nữa đó. Ừ, bà thương ổng nha. Nghe. Không có được, hai anh em. Đâu có, thương tội nghiệp. Mình kiếm ổng chị. Ổng lộn đó mơ, Sài Gòn đó. Dẹn đi cũng nó kiếm. Mình coi có ông nào mình làm mai cho chị này nha. Ai? Chị này thành phố. Trời ơi, chị này dễ gì mà ai gớ được. Ông đâu có trên đó. Đang nghĩ người ta bệnh mắt dưới bị gì ha. Tiền bạc vàng dòng đi làm thầy mà. Em nãy giờ ma vừa em gặp chị mớn đó. Mắt sát đó, chết luôn á, chứ đừng nói mà tiền gạo. Ông cũng vậy luôn, hỏi bà đó. Kêu bằng mai bà kìa bà Sương. Đầu lao bắt chết không đó, không tốn chịu đó, người lớn rồi đó. Chứ không bé hạt đó. Nhỏ này tối ngủ với ai? Ngủ với bà ngoại. Rồi chị ngủ với ai? Em ngủ mình à. Em không hảo đàn ông. Đừng bao đàn ông đâu. Đâu có, em ngủ với mình anh đây mà. Em Phật Quan Âm mà, em đâu có ngủ với đàn ông. Rồi nói chuyện gì rồi con bé nó hiểu không? Không. Tôi hỏi nó hiểu không? Không biết rồi, mày biết không? Rồi chị hỏi rồi. Biết đâu biết. Mơ chú là tính sinh bé về nuôi mà cho không? Không.
cho ổng đi ổng nhiệm nuôi thành phố mà giàu mốt mà lên trên nó nuôi mày. Nó có xe có đồ nó có tiền có vàng chịu không mày để theo cặn kề phạt tuần nữa bà này có chết theo chơi hai đứa chơi nhà để cầm không ai nói chuyện nó nói chuyện được mà ai biết giờ nó không nói kìa đâu chị kêu nó coi ai nó chưa nói tôi thình nha thình dòng đó chị kêu nó coi nghe nói chuyện coi kêu coi nói coi mày có nặng lắm mấy chừng gu mày có nặng lắm mấy nói 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 coi bà đó nói ra bộ dạng là chuyện đó rồi họ hỏi mẹ bị yếm hay gì ha yếm mà chơi ông yếm mà chị bà cô đó hỏi mẹ coi à, cô chú này à, hỏi mẹ cần gì không giúp cho được. Mẹ hỏi xin đi mẹ xin như vậy tiền ha ai biết đâu mẹ nó kêu cho bá tiền thôi mơ ước thích cái gì muốn ham mơ ước được thôi em muốn mơ ước xài tiền không dạ có biết xài tiền không biết bà em muốn mơ ước mấy anh mấy chị bữa nay ủng hộ giúp cho mẹ em nè cảm ơn à vậy thôi vậy thôi ha ừ đừng cứ nói quýnh mi có ham gì mi bắt em ở tù tội nghiệp em chị xin lỗi cho anh chị mình lớn rồi chị có đi chị bệnh không em trắng đi chị bệnh ở đâu đặng anh cô lãnh nè ừ chờ đi lấy xe hơi chờ đi xe hơi chở đi cô lãnh hả ừ. Đi bánh khám bệnh cái khám bệnh gì à lấy thuốc đi học bữa nào tao mày đi nữa nào tao đi nó đưa vô bệnh viện ở trong luôn á thôi đâu đâu đi bệnh viện trong luôn hả gì ờ tháng trời không được đâu được thôi đâu đâu chứ không trong tàu lao bất đâu có nói vậy chứ nhưng mà đưa vô chổng chích thuốc chết luôn đó tao với mày đi thôi thôi bà bắt giác người dân mà đi không có đi đâu đi ha. Con này nó hiền mà lên mơ tao đáp luôn hai. Không đi mẹ đi bắt con. Chuyện nhà thích công nghiệp ha. Cho con. Ông này với này cần hả? Mơ. Ừ. Cho con đi chị không? À, kêu thôi. Hả? Cho con đi chị không? Thôi 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 thôi. Nhỏ này là nguy cơ cao hơn mẹ nó lớn. Ai? Có giấy tâm thần trên hai mẹ con. Nữa nặng. Con nhỏ có đi khám mà hả? Có. Có nãy có giấy với bệnh đó, bị bệnh khuyết tật gì đó. Mi khuyết tật này. Có giấy tờ luôn. Nó khuyết tật là khuyết tật về giám đốc quá sản nó mẹ không tìm hiểu gì hết. À. Bà biết đó. Bên bên tháp bên bệnh viện tháp bên tháp 10 vừa rồi lên. Ở đẹp ha. Rồi lên trên thành phố luôn là hai cái. Ở đẹp hơn bà qua thôi chứ. Không nhớ này cũng có con nãy có để nè. Nó sinh năm 2009. Ừ để chính trong miền già ta nó biết không có giấy tờ cấp đàng. Có nãy có coi bị bệnh khuyết tật. Ừ. Lên trên này nó không biết hả? Không hiểu biết. Mỗi tháng là uống 200.000 tiền thuốc. Chị có cho con đi trị bệnh không? Hả? Ta đi chỉ cho nó mập mạp lại. Thôi. Nó có giấy tờ cấp đàng mà. Đâu có biết gì. Dẫn cho bà Tư có dẫn nó đi. Thôi tầm bậy tầm bạ. Tầm bậy gì? Thiệt á, cho nó mới mốt lớn là nó nuôi mày. Thôi. Mốt lớn này nuôi. Ừ, nuôi lớn mày gì, nói chuyện sao ai nuôi mày. Nó tên cho mày ăn. Nó gì, chị bệnh tôi sợ, chích thuốc chết rồi bà. Nó chích thuốc chợ gì. Bác sĩ mà tao chị bệnh nhưng tao đâu có chích thuốc chết rồi. Đâu chết trời, bạn bè, đồng đội biết đâu. Nói là bình mơ đó, tao mặn ăn hả anh? Ừ thì chết thành phố nó 10 tuổi, cha để nặng hơn mi má nữa. Bây giờ nó mấy tuổi mà? Nó 10 tuổi. 10 tuổi ha. Nó ít chứ nó chuyện quá. Bây giờ mấy chị nó... Ta yếm hả? Thì qua bên bệnh viện tâm thần đưa tôi ta yếm nè, ai viên thằng này đi. Bà này gửi bộ nói chuyện ha. Bữa nay chị với mấy anh làm ba người thủng nói chuyện, đâu có ai nào nó gà gắt bên nói chuyện. Ừ, tay lớn ừ bởi vì bà chở phái bà dắt bên nhìn bà đó vậy giờ có viên qua thuốc nặng quá uống không nổi hả mát quá mát bà trời mồm không bà trời hả chị bà trời đó có viên hết à bé này cũng quậy nữa hả bà này vợ hoàng hôn đâu chịu nè không hôn bà đầu lâu lắm giữ nó giữ này mà tụi bảy cái cháu cái này bà dẫn vô 7 tấn vô ơi bây giờ mình vô bà 2 triệu không đi vô bà 2 không đâu dám vô đi 207 tấn rồi nè đồ bộ đi đâu có này lên đại luôn ha lên đại luôn đó đó nhiều họ bắt luôn bây giờ đồ bộ đưa cứ không chết rồi đi dẫn bà đừng chết đừng kêu nợ cho ai nhà chập bà được mấy người con dạ được thằng trai ung thư gan chết hồi 41 tuổi rồi giờ đã 56 tuổi bà thằng một mà nhưng bé này nó hả chị dạ, này ha con nhỏ này thì con nuôi nó má nó uống thuốc tự giận hồi sáu ngày tôi chim về nuôi kiều miền sáu ngày về nuôi ba nó vừa 9 tuổi rồi giờ nó đẻ con vậy là chị xin bà xin xin về xin nó nãy giờ mua bằng gì mua cho chị rồi tôi má nó tự giận chết sáu ngày tôi đem về nuôi chồng con 6 ngày 2 kg về nuôi còn nuôi con em bị người ta chơi bỏ đứa con tôi chơi đàn ông ở đâu chơi em bỏ đứa con chơi bỏ ha ừ tôi có thẳng trai ung thư gan cho nó nãy giờ chị nên là 56 tuổi à này bác biết nè sống nó cũng lo cho ba được rồi, lo lắm, lo dữ lắm. Bệnh hoạn nghĩa đấy, một tay em nuôi không đó. Giặt quần, giặt áo mẹ. Nè có cái nóng cùng lên cũng cự lập dập. Ai đây đâu có ai sống. Được cái thằng nó tu thần nhá, nó biết khùng nó đâu có vốn bằng tay chứ gặp anh này mà nhậu chính thì cự anh đập mình chết thôi ha. Nó gì qua? Cũng quýnh đó, anh bình thần kinh đó. Bán nhỏ 3 triệu bạc. Giác dài đi ra ngoài cầu ta có bán 3 triệu. Bán ai chị?
bán nhỏ đó 3 triệu. Mẹ nó hả? Ôi bà Sương nói tập bị tập ba trời. Bà lên đài nè, bà nói rồi bà công an bắt đó. Người ta. Lên đài không chị? Không. Nói người ta không? Nói người ta. Cho gạo, nấu tàu lao, chụp hình đó anh. Chụp hình đó. Ừ, nấu tàu lao, bà Sương nói tiền bận người trời. Người ta. Bà nói ác không à, ông nội ơi, chú chị. Gì cho ta giờ ta nấu vụ cho gạo mình tan thở người ta nó đi nấu cái gì mà ca rồi bắt đầu đi bán cái con gì tùm lum rồi mẹ con quýnh gì tôi tá đã trời để ông này tôi nói chuyện tôi làm ăn ha. Ừ tôi chịu đó chết thiên thần lớn rồi lâu lâu gặp anh chứ thì có nấu được bán nữa gì nói cho ha. Ừ đừng có nấu tao lao nữa nói cho được rồi ha. Ừ tao lao quánh đuổi nhỏ này đi nó nuôi. Nó tầm bậy lên đó. Bữa ở hoài đuổi đi nó. Nó tầm bậy tầm bạ. Con mà đuổi gì? Ừ. Ừ, bà đuổi tao lao không mà trời. Ai đuổi? Bé này hả? Trời ơi, bà bình tâm thần á, bà nói tao lao, bà nói tao đuổi con tao vậy. Nó nói khùng đó. Mày nghe lời. Bà bị tâm thần nó không chịu hả chị? Kệ, bà bị tâm thần bà nói kệ bà đi. Nó làm gì nó khó hả chị bé nè? Khó đó. Má. Dạ. Nói gì bà nói bà tâm thần cho người ta. Nó tầm bậy lên đại tao bắt ở tù đó, nó nói tao lao đó, anh nói nãy giờ đó nghe không? Dẫn cho gạo nghèo cho là má mày với lại em út cho là bất cứ tỉnh nào ta cho mình ra tin mình thấp đó chị. Ở nhà chết cột siêu em coi nè bên triều đình mà. Còn cái dạng cái gì mà đi qua đây gì mà chụp nó vụ này đâm chém quýnh lộn bán con gì tùm lum gì ha. Bạn gì ruột gì mắc dưới kêu nói nó không được ha. Mình đang nghĩ chị ha, chị cự đó. Chị ngồi giỡn đi. Nó lên đài đó chị qua. Còn nó bắt hết trơn các tỉnh thằng coi đó. Phải không? Đúng rồi. Nó không biết nói ông hiểu đó. Tao chịu không ha. Ngồi đó bà ngồi đó bà nói thiên thần. Lên đài luôn nè, chiều nay ngày mai tới lên đài nè. Bà tôi với My. Bà nói đàng hoàng đó, bà Sương nói là bậy lên đài bà Sương luôn đó. Bắt bà Sương bắt nãy mà sợ. Bà Sương nói bắt. Nói người lên đài nè, đâu ta coi mà. Để ông chỉnh mát nè. Chỉnh rồi đó. Chỉnh rồi, không có vô. Để em chỉnh lại rồi nghe, em không có thâu vô luôn. Tôi có vô, không được không. Thế là bà già bên Hòa Long 7 triệu, bánh 7 triệu.